Nhiều búp bê quá mẹ ơi. Úp ơi, con ăn đẹp quá mẹ ơi. À? Con của em là thường thôi, coi chị lấy con búp bê này ra nó mới đẹp dữ nè. Con của em đẹp hơn. Nè, em coi con búp bê của chị nè. Mẹ ơi, hai con búp bê này con nào đẹp hơn vậy mẹ? Cái này khó chọn quá, mình không biết chọn con búp bê nào đẹp hơn luôn đó các bạn ơi. Đâu các bạn nhìn thử coi hai con búp bê này con nào đẹp hơn vậy? Mình thấy nó giống hệt nhau mà hai bạn này bắt mình phải so sánh nè. Mẹ ơi, cái bạn búp bê này sao cái đầu nó một bên vậy mẹ? Nếu mà dụ cái đầu ra thì hai ơi. Đâu, con nào đâu con? À, con búp bê này đây hả? Mấy bạn búp bê này có khớp hết trơn hả? Chắc là bị vuột ra thôi, nữa là gắn lại được rồi. Nhưng đồ người ta chưng trên này mình cũng phải cẩn thận, đừng có để mấy bạn bị vuột ra hay làm hư hại của người ta nghe con. Yes. Các bạn nào thích búp bê giống Gia Hân và Hoàng Kim không? Các bạn hãy bấm like và bấm đăng ký ủng hộ cho Hoàng Kim nghe. Mình giữ một bực đó mẹ mới được. Mẹ ơi, mẹ coi con mua cái gì đó mẹ nè. Thôi mẹ không ăn kẹo đâu, để lại chỗ cũ đi con. Tí nữa là chúng kế bằng Gia Hân rồi nghe các bạn. Mua kẹo ăn mà không nói là mua cho mình, mà nói là mua cho mẹ nữa. Vậy đừng có chàm chàm nhảy lên để chị lấy cho nè. Lỡ em chàm chàm em nhảy là rớt đồ của người ta, người ta đạp mình á. À? Em thấy cái này em dưỡng là giờ bán đâu. Cái này không phải là bánh đâu mà là bịch nuôi đó. Chị Hai nói đúng rồi đó, cái này nấu lên ăn mới được chứ mình không ăn sống được nha con. Thôi đi mẹ ơi, giờ nãy giờ mừng nãy hơn mật muốn đó. Các bạn ơi, các bạn thấy hay thì hãy nhớ bấm like, đăng ký kênh ủng hộ mình nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Tạm biệt các bạn.